À, tiếp theo đến đây thì chúng ta sẽ hình thành một cái quy tắc trong quá trình chúng ta sửa chữa đó là luôn luôn làm một bài toán đó là phân tích ngược trong quá trình học laptop bất kể cái gì người ta sẽ giảng cho các bạn theo một nguyên lý đó là giảng theo kiểu là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười có nghĩa là xuôi chiều à, nhưng ở đây mình giảng cho các bạn theo theo cái kiểu đó là mười chín tám năm bốn ba hai một thì có nghĩa là giảm ngược lại có nghĩa là ở đây có thì từ cái gì sinh ra đây cứ các bạn cứ lần lần ngược lại thì nó sẽ áp dụng cho cách các bạn sửa có nghĩa là khi sửa thì các bạn đo đây đo ở vị trí chân số 19 nếu thấy mất điện áp thì chúng ta đi dò ngược lại chứ không phải đi sửa ở nơi có cái này trước mà chúng ta đi dò ngược lại thì các bạn sẽ khoanh vùng được từng cái vị trí làm linh kiện nỗi làm sao nó cô lập và nó nhỏ nhất để các bạn có thể tiến hành thay thế thử linh kiện là ok chúng ta lập lại cái bài hôm trước có nghĩa là bất biến 95 phần trăm khi các bạn dùng adapter sẽ phải có một điện áp 3,3 v cấp vào lui cho io ở đây các bạn có cái tên như hôm trước chúng ta đã hình dung một nó có cái tên đó là cộng 3V PCU thì Tương đương với điều kiện là nguồn đó sẽ có trước khi các bạn kích nguồn Và các bạn dùng adapter Hoặc có cái chữ A, Thì cũng là nguồn đó có trước khi các bạn kích nguồn Và khi các bạn dùng adapter Ở cái điều kiện cấp nguồn nuôi cho IO này này Thì nó có một cái sự chú ý như sau Ở đây mình không đơn giản mà mình đã đánh chú tích rất rõ ràng vào đây Đó là app không được phép giảm thì có rất nhiều bên laptop bị cái tình trạng như này trong quá trình các bạn sửa chữa các bạn bị đánh lừa không kích được nguồn có nghĩa là khi các bạn sửa laptop thì kiểu gì các bạn cũng có độ trễ khoảng 10 giây có nghĩa là như nào có nghĩa là khi các bạn cấm nguồn điện kết nối hết các nguồn điện rồi thì ông thì chạy hút thuốc ông thì nhìn cái máy cấp rằng ăn kiểu gì sau đó các bạn mới tiến hành đo đạc chứ không ông nào đưa cái que đo vào để đo luôn vì vậy ở io này nó có khi mà bị trễ về mặt áp có nghĩa là khi vừa cấm vào thì ở đây phải là điện áp là ba ba v luôn không thể có cái trạng thái là điện áp đang ở trạng thái là 2.5V tăng lên trạng thái đó là 3 3V. Ở đây phải có điện áp là 3 3V luôn. Cái này thì gặp rất nhiều ở cái một số dòng laptop Asus do tăng cái giá trị điện trở uh, điện trở cấp nguồn vào lui cho IO. Ví dụ như điện trở ở đây có giá trị đó là 2.2 ohm. Các bạn chỉ cần tăng lên khoảng 4 đến 6 ôm là các bạn không kích được nguồn. Uh, các bạn đã không kích được nguồn hoặc lúc kích được nguồn lúc không ở cái main uh, laptop này. Nhưng nếu các bạn giảm giá trị điện trở này xuống không ôm thì các bạn vẫn cứ kích được nguồn bình thường những con điện trở có giá trị nhỏ hơn 50 ohm thì thường là các bạn có thể câu dây qua câu dây qua trong cái quá trình các bạn sửa chữa laptop đặc biệt là những cái điện trở cấp nguồn vào một khu nào đó trong cái quá trình các bạn sửa laptop ấy các bạn sẽ thấy nhiều khi các bạn đặt sơ đồ các bạn sẽ thấy ví dụ con điện trở này r 244 à, 2.26 mà nó thêm chữ F F đằng sau này này thì tương đương với điều kiện đó là trở cầu trì những con điện trở mà thêm chữ F đằng sau thì thường thường các bạn sẽ thay thế bằng điện trở không ôm được trong cái quá trình sửa chữa. Đã đưa vào cái trạng thái trực chờ hoạt động nhưng IO lại đưa sau vì vậy là các bạn không thể kích nguồn trên trong laptop trong cái quá trình sửa chữa khi giá trị điện trở cấp nguồn vào lui cho IO có cái trạng thái nó tăng lên. Còn tìm con điện trở này thì không khó rồi. Một là bên các bạn có đánh dấu đó là R224. Hai là các bạn đặt que đen vào hay que đỏ vào chân số 19. Đồng hồ các bạn vặn về thang nó tít sau đó các bạn dò quanh đó thì thấy con điện trở nào nó kêu to tí te. Thông mạch, nhưng khi thông mạch thì các bạn nên nhớ là nhìn vào đồng hồ. Thấy đồng hồ hiện cho các bạn là bốn số 0 thì các bạn mới hiểu đó là con điện trở R224 tránh tình trạng là rất nhiều người khi dò thông mạch lại không nhìn đồng hồ. Lúc đó nó có trạng thái 50 ôm nó cũng kêu tít thì các bạn bạn đi thay những điện trở đó nó không có tác dụng gì cả. Đó không phải là cách hay à, vì chúng ta không dạy gì chúng ta đạp bát cơm của hàng xóm cả mình không ăn được thì bạn mình ăn các bạn chỉ cần tăng cái giá trị điện trở cấp nguồn vào lui cho io thì tương đương với điều kiện đó là các bạn sẽ có cái điện áp ở chỗ này à, giảm đi nó không còn cái trạng thái đó là ba ôm nữa à ba v nữa mà nó giảm xuống hai phẩy năm nếu mà thợ cứ sửa theo kiểu là kích nguồn không được thì thay io hay là đi lạp ốt thì ngay lập tức người ta sẽ phải đi thay io hoặc các bạn chỉ cần tăng lên trạng thái là 4 ôm với thợ thì ở đây vẫn đo được là ba 3 ba v nhưng không để ý là cái điện áp nó tăng từ từ thì người ta cũng đi thay io vì người ta đo lúc đó gần như đủ tất tất tật các điều kiện nhưng không thể được kích được nguồn khi các bạn tăng giá trị điện trở này các bạn tăng giá trị điện trở này hoặc các bạn làm một cách nữa đơn giản để cho thợ sửa té le lê khói lên à, à, làm cách này thì thợ có đi đốt mạch cũng không phát hiện linh kiện chết các bạn làm như sau à, các bạn để ý này à, đây là cách để các bạn để ý quá trình sửa chữa còn vì rất nhiều máy mình nhận cái tình trạng mà bị chạm mà đốt mạch không phát hiện linh kiện chết mà do thợ cải pan à, các bạn dò được sơ đồ dần dần các bạn dò được sơ đồ linh kiện ở đây có một con tụ này với rất nhiều men hoặc ở chỗ này có những con linh kiện nó không đề tên ví dụ như chỗ này nó không đề tên nó không đề là cái gì cả thì các bạn làm một cách để đánh lừa những cái thợ sửa ấy các bạn chỉ cần thay một con điện trở không ôm vào đây hay là bao nhiêu ôm vào đây được bằng có thay cho con tụ là c 430 hoặc một loạt tụ này thì ngay lập tức là máy của bạn đang chạm nguồn luôn và các bạn đốt thì con trở nó không nắng đốt mạch không bị nắng các bạn sờ toàn men không thấy nắng nhưng lúc đó một con trở của bạn đang bị đấu súng mát thì dẫn đến tình trạng đó là các bạn bị chạm nguồn vì vậy à, nói về cách đánh pan để các bạn nhớ ở chỉ một cái câu đơn giản đó là điện áp cấp nguồn vào nuôi cho io mặc định phải ba ba v và không được phép tăng từ từ và giá trị điện trở cấp nguồn nuôi cho IO gần như với mọi laptop không cao quá 3 ôm Các bạn nhớ à, Thấy nó là 3 ôm hay là thấy nó là 5 ôm, 6 ôm, 10 ôm Thì các bạn hoàn toàn có thể thay bằng điện trở là 2,2 ôm hoặc là điện trở không ôm vào trong quá trình sửa chữa là ok